Bạn yêu thích tiếng Trung, bạn muốn học tiếng Trung nhưng không biết bắt đầu từ đâu và học theo phương pháp nào. Bạn không có thời gian đi học ở các trung tâm. Khóa học tiếng Trung sơ cấp 1 được biên soạn và giảng dạy bởi công ty dành ngoại ngữ online lớn nhất Đài Loan, EZ Language. Khóa học này dành cho tất cả những ai đang có nhu cầu học tiếng Trung cơ bản. Dù bạn có không biết gì tiếng Trung hay đã biết một ít, thì sau khóa học này, bạn sẽ tự tin giao tiếp được tiếng Trung. 你好，是你的吗？ 不是，不好意思，没关系。 Bạn sẽ học qua các video bài giảng được quay sẵn và giảng dạy bởi các giảng viên từ các trường đại học ngoại ngữ hàng đầu. Nội dung khóa học đi từ giao tiếp cơ bản như lời chào hỏi thông thường đến các đoạn hội thoại thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Khóa học gồm các bài hội thoại theo các chủ đề thông dụng. Với mỗi chủ đề sẽ có phần hướng dẫn ngữ pháp, từ vựng và luyện viết chữ Hán, giúp bạn tăng vốn từ và hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản. Bạn đã sẵn sàng để chinh phục tiếng Trung? Hãy đăng ký học trên kimdica.vn.